Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn thêm tính năng phân trang trong website sử dụng Laravel. Đầu tiên các bạn vào trang github.com/matrung. Sau đó mình vào repository, các bạn vào Laravel. Mình mở cái file phân trang lên. Đó. Ở đây mình sẽ có 3 bước ha. Thứ nhất các bạn sẽ sửa lại cái route của cái trang chủ. Chủ đây ha. Mình sẽ thêm cái biến watch này, cái tham số truyền vào trong cái view á. Mình trỏ đến database ha, DB. 2.2. đến cái table, cái bảng sản phẩm này. Đó, con mũi tên trỏ ra cái phần trang là bay này ha. Để 16 sản phẩm trên một trang. Ok. Và sau đó mình sẽ vào trong cái view trang chủ, các bạn thêm cái đầu code này ha, cái mã cái đầu code biểu pi này bên dưới cái trang chủ để nó hiển thị cái con số phân trang. Rồi, và cuối cùng thì các bạn sẽ thêm cái đầu code CSS vào trong cái file style CSS ha. Ok, rồi mình sẽ vào Hostin để demo cho các bạn xem. Ở đây mình sử dụng hostinger.vn ha, vào đăng nhập. Đó, các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook, Google đều được ha. Rồi sau đó mình vào Hostin, mình tìm đến cái tên miền là giỏi.net. Đó. Rồi thì đây các bạn sẽ vào quản lý file, mình sẽ vào đi tới quản lý file. Đó. Đầu tiên các bạn cần phải sửa lại cái rau này và trong cái mục app ha, sau đó vào http và cái file browse lên. Đó, để phân trang á các bạn cần phải sử dụng thêm một cái thư viện ha, thư viện db nè. Đó, rồi sau đó mình sửa lại cái route trang chủ, cái route trang chủ ha, cái chuyện đây nó sẽ khi mọi người dùng yêu cầu cái trang chủ này thì cái route này nó sẽ gọi cái hàm function và trả về cái view, cái view trang chủ đây. Đó, sẽ đổ ra dữ liệu từ cái database cái bảng sản phẩm với cái phần trang 16 đây. Ok. Đó, sau đó mình vào trong cái view trang chủ ha. Cái view trang chủ thì nó nằm trong phần visual. Và trong view mình mở cái view trang chủ lên. Đó, thì lúc này các bạn sẽ thêm cái đoạn mã hoặc code watch chọn đến cái link này để nó hiển thị một số phần trang bên dưới ha. Ok. Rồi, mình vào website mình xem nè, giỏi.net nè. Đó, kéo xuống ha, thì đây nó có phần trang đây, ở đây nó chưa có CSS. Mình sẽ nhấp chuột phải, chọn Embed để kiểm tra cái CSS của nó. Đó, ở đây nó có, nó sử dụng cái class store filter leafit. Cái class này thì nó nằm trong Bootstrap ha, và nó sẽ thêm class là validation. Class này các bạn phải thêm vào trong style CSS. Đó, rồi mình vào trong cái thư mục là public, thư mục public ha. Đó, mình vào cái file CSS lên, style CSS lên. Rồi, đó, thì các bạn sẽ thêm cái validation bên dưới cái CSS này. Đó, validation này ha, phân trang. Phân trang đến cái thẻ ly. Thẻ ly đây, đó. Ok, mình dán vào đây. Thì cái trình duyệt mình Chrome này hiện giờ nó đang cũ rồi ha, nên phần trang nó không được thấy rõ. Mình vào cái trình duyệt IE của Microsoft. Đến cái trang giỏi.net.
Gỗ.net này ha. Đó. Thì lúc này nó có cái phân trang đây. Đó, phân trang này ha. Qua trang 2 nè. Đó. Ok. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.